Rồi, xin chào tất cả các bạn, rất vui các bạn trở lại tới kênh của mình. Trong video hôm nay, mình có một trận giao lưu với một bạn mà mình đã từng giao lưu với bạn. Mã số là 1243. Bây giờ mình sẽ bấm vào để tìm nghe các bạn. Trong trận này, mình có một trận giao lưu với bạn mà mình cũng từng giao lưu với bạn. Bây giờ mình sẽ tìm, đây là đội hình của bạn ấy nè. Bây giờ sẽ giao, trước đây mình cũng đã có từng giao lưu nữa các bạn thấy không? Rồi, bây giờ thì sẽ giao. Xem trong trận này thì mình có thể thắng hay không ha các bạn. Các bạn cùng mình theo dõi để biết kết quả của trận đấu nha. Bạn nào muốn giao lưu với mình hãy comment bên dưới cho mình để biết mình giao lưu với tất cả các bạn nha các bạn. Mình đá thì không có hay nhưng chủ yếu là mình giao lưu để học hỏi những cách đá hay của các bạn đá hay. Còn bạn nào mà đá không được hay thì hãy xem để học hỏi những kinh nghiệm đá của người hay nha. Đây là trao đổi kinh nghiệm bạn, mình xem để mình học những cách đá hay, những cách đá nào tốt nhất. Nên các bạn nào sẽ càng xem nhiều càng có những kinh nghiệm chơi đá chơi cho mình. Một cái đường chuyền lên hay quá, đó là Messi dứt dạo rồi các bạn. Ở phút thứ 6 đó là Messi. Messi đã ghi thêm một quả ở phút thứ 6 rồi các bạn. Rất là may mắn đến với mình rồi. Rồi chúng ta cùng xem lại. Một cái đường chuyền lên lọt khe rất là hay để gỡ cân bằng tỷ số. Hiện tại là 1-1 rồi các bạn. May mắn đã đến với mình để cân bằng lại tỷ số rồi. Một cái đường chuyền rất là nhanh vậy. Ừ. Lên. Lên. Ừ. Hay quá. Hay quá. Dứt. Dạ. Yeah. Vào rồi các bạn. Ở phút thứ 11 thì Hà Lan đã ghi thêm một quả nữa rồi. Rất là may mắn cho mình. Rất là may mắn cho mình. Chỉ khi sẽ có mấy phút thôi thì đã ghi thêm một quả rồi. Chỉ mới đầu những trận đấu mà tỷ số đã có nhảy rồi các bạn. Không biết là trong những trận sau sẽ như thế nào. Chúng ta cùng theo dõi. Yeah. Ở phút thứ 15 thì bên đối phương cũng đã cân bằng tỷ số. Đó là công của Messi. Tỷ số hiện tại là 2-2 rồi các bạn ơi. Rất là gây cấn luôn. Chỉ ở phút thứ 16 thôi mà chỉ số hiện tại là 2-2 rồi. Rất là nguy hiểm luôn. Đây quá. Có chừng. Ừ. Lại nữa. Không được rồi. Trời ơi. Không được rồi. Ừ. Không được rồi. Trời ơi. Lại nữa hả. Rồi. Sao đây. Vậy luôn. Hay quá. Ôi. Trời ơi, tạt qua nhưng mà không có đủ sức các bạn. Rất là tiếc cho cái quả vừa rồi. Cơ hội đã đến với mình nhưng mà mình không biết tận dụng luôn các bạn. Ôi, hay quá, lại là một cơ hội nữa. Messi. Trời ơi, rất tiếc là bị diệt vị các bạn. Diệt vị một khúc luôn. Làm lại, lên. Không được. Bị trợt đầu. Một đường chuyền lên. Lên. Trời ơi. Cô chân. Rồi. Vậy luôn. Messi. Messi. Trời ơi. Messi. Trời ơi. Không được. Lại không được rồi. Lên lại. Trời ơi. Những cái đường tấn công của hai bên rất là quyết liệt các bạn. Cô chân. Quý em. Quý em. Ôi, hay quá, đã lấy được rồi. Một cái đường chuyền bổng lên hơi bị quá mạnh. Thủ môn đã được băng lên để phá đi quả bóng đó các bạn. Rồi, vậy là hiệp 1 đã kết thúc. Tỷ số là cân bằng là 2-2 rồi các bạn. Các bạn nào đang xem video, nếu thích video mình đừng tiếc cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ nha. Thì mình sẽ sang đổi đội hình khác thử xem nào. Có thắng hay không. Tại vì bên này cũng khá mạnh các bạn. Bạn ấy đấu khá là hay. Có những bàn thắng rất là tích cực. Trời ơi. Rồi. Xong. Ơi. Rồi xong. Thế là xong rồi các bạn. Ừ. Chưa xong. Vậy là chưa xong. Rất là may mắn cho mình luôn. Thủ môn đã đỡ được cái quả đó rồi. Bây giờ là phạt góc nên cho bạn ấy không biết là sẽ như thế nào đây. Các bạn cùng theo dõi nha. Dứt. Dứt. Ôi ui.
Ôi. À, vậy mà không được. Vậy mà không được. Ừ. Lại không được. Rồi. Phải phạm lỗi rồi. Messi đã phạm lỗi với bên mình rồi các bạn. Có sự thay đổi người của hai bên. Dứt. Ừ, trời ơi, bị dướng rồi. Mình cứ tưởng là sẽ lên được cái chỗ hồi nãy các bạn. Mình mới cứ tiếng bị dướng rồi. Lên lại, trời ơi. Nguy hiểm. Ừ. Không được rồi. Những cái đường truyền về rất là nhanh. Trời ơi, hơi quá mạnh các bạn. Mình cũng truyền về nhanh nhưng mà hơi bị quá mạnh rồi. Rất là tiếc cho cái tình huống vừa rồi. Lại có sự thay đổi người. Salah vào. Lên. Trời ơi. Trong trận này thì như là bạn ấy đấu rất là hay các bạn. Đâu gật này. Có chân. Nguy hiểm. Ôi. Ừ. Lại thủ môn của mình đã đỡ được cái quả vừa rồi các bạn. Rất là may mắn luôn. Lại là phạt góc rồi. Không biết là sẽ như thế nào đây. Sẽ như thế nào. Sẽ như thế nào đi. Có chân. Nguy hiểm. Ừ. Ui. Ây. Ừ. Ra ngoài. Hên. Khúc này là cả hai bên đều đang có một sự căng thẳng cho nên đã liếu liều các bạn. Liếu liều ở phút gối loạn cung thành. Phút khối lỗi gối loạn cung thành nó đã bắn ra ngoài rồi. Vì không có cái canh chính xác các bạn. Đã ra ngoài rồi. Rồi ôi. Hơi bị mạnh các bạn. Hơi bị mạnh. Nên không giữ được quả bóng đó. Trời ơi. Coi chừng. Lên. Lại mạnh nữa rồi. Những cái đường truyền này mình cần phải học lại các bạn. Trời ơi cái kìa, phải xúc mạnh luôn là có cơ hội vô công thành rồi. Đúng là tàu lao mía lao thì như đang bị rối các bạn. Các bạn thông cảm. Đang bị rối. Ừ. Rồi, vậy là trận đấu đã kết thúc. Bây giờ đã tới hiệp phụ nha. Trong trận này thì chỉ số là 2-2 rồi. Bây giờ trong hiệp phụ thì sẽ như thế nào? Các bạn cùng theo dõi để biết kết quả nha. Bạn nào đang xem video, nếu thích video mình thì thích cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ nha. Cũng như đoàn nào muốn giao lưu với mình hãy để comment bên dưới cho mình để mình biết mình giao lưu với tất cả các bạn nha. Đây giờ là giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm đá thôi. Các bạn hãy mạnh dạn comment bên dưới cho mình để mình biết là mình giao lưu nha. Hình như là đội hình màu vàng mình cũng có một đội màu vàng nữa. Bạn nào có đội hình màu vàng cứ comment bên dưới cho mình đội hình màu vàng để mình biết mình vô lưu với các bạn nha. Rồi, ôi, cuối trận đó là Salah, ôi, dứt vào rồi ở phút thứ 98 các bạn. Ở phút 98 thì Salah bên đối thủ đã ghi thêm một quả rồi, chỉ số hiện tại là 3-2. Không biết là mình có gỡ nổi hay không, các bạn cùng theo dõi nha. Lên. Rồi. Hay quá. Lại một tình huống, một cơ hội. Dứt. Trời ơi. Không được các bạn. Thời gian đang nhảy rất là nhanh. Nhưng mà không biết có gỡ quà được hay không. Ta cùng theo dõi nha. Lại có sự thay đổi người rồi. Đây là một cái phạt góc dành cho bên đội mình. Dứt. Yeah. Vào rồi. Trời ơi. Vào rồi mà thủ môn mới bay, mới nhảy chụp. Các bạn cùng xem lại nè. Rồi. Đâu. Vào rồi mà thủ môn mới nhảy chụp. Rất là tức cười ở khúc đó các bạn. Thủ tư banh vào mà thủ môn không hay luôn. Vô nằm trong khung thành rồi mới nhảy chụp. Rồi. Vậy là cái hiệp đã kết thúc. Bây giờ tới hiệp phụ thứ hai. Tỷ số hiện tại vẫn là 3-3 các bạn. Đang rất là gây cấn từng phút, từng giây luôn.
Các bạn nào đang xem video, nếu thích video mình đừng tiếc cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ nha. Trong cái trận này hình như là cả hai bên đều ngang sức các bạn. Và những cái tình huống, những cái trời ơi, những cái tình huống, những cái may mắn đã đến với cả hai. Ơi cái gì vậy? Ơi cái gì vậy? Ôi, cái tình huống vừa rồi là bị sao vậy ta? Ở bên bạn ấy hình như là có một cái trục trặc gì hay sao, các bạn cùng xem lại nè. Trời ơi, dẫn bàn rồi tự nhiên đứng khựng lại, đã tạo cho cơ hội cho mình đã ghi thêm một quả ở hiệp cuối này, phụ cuối này rồi các bạn ơi. Không biết là có sự cố gì hay không. Ở gì phút, trời ơi, rất là nguy hiểm trong tình huống vừa rồi các bạn. Rất nguy hiểm trong tình huống vừa rồi. Là không được rồi. Ở phút thứ 116 rồi. Cũng là sắp trận đấu kết thúc rồi các bạn. Rồi, lên. Trời ơi, lại không được các bạn. Lại không được rồi. Rồi giờ là tiếng còi đã vang lên. Trận đấu đã kết thúc. Rất là may mắn đến mình trong cái trận cuối này. Rồi bên đối phương đã bị sơ sức hay là bị gì đó, mình đã ghi thêm một quả rồi các bạn. Rồi thôi, video mình đây kết thúc ha. Nếu các bạn thấy thích video mình, đừng tiếc cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ. Cũng nào muốn bạn nào muốn giao lưu với mình, hãy comment ngay bên dưới cho mình để mình biết mình giao lưu với tất cả các bạn. Những mình có hai cái đội hình, một cái màu vàng và một cái màu đen. Các bạn nào muốn giao lưu với mình đội hình màu nào, cứ comment bên dưới cho mình để mình biết mình giao lưu các bạn. Đây là những trận giao lưu để trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm đá. Các bạn hãy comment ngay bên dưới cho mình để biết, để mình giao lưu với tất cả các bạn nha. Và thôi, xin chào, hẹn gặp lại vào trong những video tiếp theo.